Xin kính chào quý đại biểu. Hôm nay tôi xin phép được trình bày với chủ đề các lớp vi tính phân giải cao trong chẩn đoán sơ phổi vô căn. Thì trong phần nội dung bài này có các cái phần, thứ nhất là giới thiệu giải phẫu và các cái bệnh lý về sơ phổi vô căn. Thứ hai là các lớp vi tính phân giải cao trong chẩn đoán và các cái tổn thương cơ bản của tổ chức kẽ trong cái bệnh lý về sơ phổi tổ chức kẽ. Và cái cuối cùng là các cái chẩn đoán về cái bệnh lý viêm phổi kẽ thông thường cũng như là cái sơ phổi vô căn. Về giải phẫu tổ chức kẽ phổi thì nó có các vị trí là quanh khí huyết quản ở trên vách liên tiểu thùy cũng như là các cái vị trí ở trong cái tiểu thùy xen kẽ giữa các cái phina. Thì năm 2000 thì cái Hội đồng nghiệp Mỹ đưa ra định nghĩa về cái sơ phổi vô căn là cái bệnh lý viêm phổi kẽ sơ hóa tiến triển mạn mạn tính mà chưa rõ căn nguyên, nó nguyên phát ở người lớn tuổi và giới hạn ở phổi, và được phát hiện chẩn đoán trên hình ảnh cũng như là mô hình học là hình ảnh viêm phổi kẽ thông thường, bất thường UIP. Đến năm 2021 thì các cái hiệp phổi Mỹ cũng như là các cái nước khác thì đưa ra các cái hướng dẫn chẩn đoán là quản lý bệnh sơ phổi vô căn và dựa vào các cái lâm sàng và tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh. Đến năm 2018 thì đưa ra cái cập nhật dựa trên cái cơ bản của cái hướng dẫn năm 2011. Thì tại Mỹ tỷ lệ ước tính sơ phổi vô căn khoảng độ 19 người trong 100.000 trong một năm, tuổi từ 55 đến 64 và thường gặp ở người trên 60 tuổi, nam nhiều hơn nữ với tỷ lệ 7 trên 3. Và cái tổn thương đây là cái sơ phổi nó không hồi phục và cuối cùng dẫn tới suy hô hấp và tử vong trong 3 năm từ khi được chẩn đoán. Cái sơ phổi vô căn trong cái bệnh lý thì nó chiếm khoảng, trong cái bệnh lý về phổi kẽ chiếm khoảng 20%. Khi mà bị sơ phổi vô căn ấy thì 100% trường hợp là tiến triển là cái sơ hóa sẽ tiếp tục tiến triển. Thì các cái sơ phổi khác có thể tiến triển trong các cái nhóm bệnh lý về phổi kẽ, chúng ta quan sát thấy các cái bệnh lý về phổi kẽ được tiến triển các bệnh lý về sơ phổi với cái tỷ lệ nó ít hơn. Trong đó thì những bệnh lý về viêm cơ đa khớp dạng thấp, rồi các bệnh lý về viêm phổi không đặc hiệu hoặc là bệnh lý về viêm tổ chức kẽ, bệnh phổi tổ chức kẽ và tổ chức liên kết. Ngoài ra các bệnh lý khác thì tỷ lệ thấp hơn. Và khi mắc cái bệnh sơ phổi vô căn thì cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm rất là thấp so với nhiều các ung thư, bệnh nhân này sống rất là tiên lượng rất là kém và hầu hết là tử vong trong vòng 3 năm. Thì các yếu tố tiếp cận chẩn đoán trong bệnh lý về tổ chức kẽ của phổi nói chung và sau đó là chúng ta chẩn đoán các bệnh lý về sơ phổi vô căn ấy, thì chúng ta phải dựa vào các cái hình ảnh, dựa vào chụp các lớp vi tính phân giải cao, một số các dấu hiệu lâm sàng gợi ý là bệnh lý bệnh nhân lớn tuổi, họ có thể kéo dài bệnh lý về gian nổi ở đáy phổi khi thăm khám cũng như là tay dùng chống. Thì chụp các lớp vi tính phân giải cao thì được chỉ định khi bệnh nhân có nghi ngờ bệnh phổi vô kẽ và mục đích để đánh giá các cái giai đoạn chẩn đoán cũng như là điều trị, theo dõi trong quá trình điều trị và đưa ra các định hướng chẩn đoán thì dựa vào cái dấu hiệu cơ bản hoặc là một số các dấu hiệu đặc trưng và chúng ta khu trú các cái chẩn đoán và đồng thời là theo dõi các cái thay đổi biến chứng cũng như là tiên lượng và định hướng các kỹ thuật tiếp theo hoặc là sinh thiết. Thì các lớp vi tính phân giải cao thì độ nhạy rất cao là xem là cái vai trò chính trong cái chẩn đoán bệnh lý phổi kẽ nói chung. Và cái kỹ thuật chúng ta sử dụng các cái hiện nay đa số là các lớp vi tính đa dãy, chúng ta tái tạo các lớp rất là mỏng dưới 1 đến 1.5 mm. Chúng ta chụp thì hít vào mặt thử ra và chúng ta tái tạo trên cái đa mặt phẳng hoặc tái tạo cường độ tối đa. Và cái thì thường là chúng ta chụp cái thì hít vào với cái tư thế là bệnh nhân thường nằm ngửa. Đôi khi chúng ta phải cho bệnh nhân nằm sấp để chúng ta đánh giá những cái lắng đọng, ví dụ là khi chúng ta nằm ngửa thì những cái lắng đọng trên cổ kẽ thì là trên cái tư thế nằm ngửa ở phía sau, nhưng khi nằm sấp chúng ta không còn nữa, thì đấy là chúng ta sử dụng các cái tư thế chụp khác nhau để loại trừ các cái hình ảnh do lắng đọng. Cái thì hít vào chính và khi chúng ta đánh giá cái thì thở ra, đặc biệt là trong các bệnh khí để xem đánh giá là cái ứ động của cái khí trong các cái thế nào khi mà đánh giá trên cái thì thở ra. Chúng ta tái tạo trên cái đa mặt phẳng, tái tạo mặt phẳng ngang, đứng ngang và đúng dọc. Còn cái tái tạo cường độ tối đa thì chúng ta tái tạo mít để đánh giá các cái vi nốt
cái nốt nhọn chồi cây, cành cây thì chúng ta thấy đánh giá trên cái mid rất là tốt. Còn khi chúng ta tái tạo min IB thì chúng ta đánh giá là chủ yếu các cấu trúc ở phía nam, những cái động độ nó cái tổn thương nó tỷ trọng nó giảm trong phần phía nam, chúng ta đánh giá các cái phần khí phế thủng, chúng ta đánh giá các cái hình khảm, chúng ta đánh giá các cái bệnh khí, chúng ta đánh giá tái tạo trên cái min IB rất là tốt. Và khi chúng ta cái thay đổi cái chiều dày tái tạo, chúng ta đánh giá được các cái hình cây phế quản đằng xa. Ví dụ về trường hợp cái tái tạo mỏng 1 mm, tái tạo 5 mm thì khi tái tạo 1 mm chúng ta khó quan sát tới ngay toàn bộ cái cây khí quản đằng xa, phế quản đằng xa. Nhưng tái tạo 5 mm chúng ta thấy phế quản đằng xa đấy nhìn liên tiếp nhau, để phân biệt với các tổn thương hình ảnh dạng nang kén khí hoặc là các cái hình ảnh kén khác, thì đây là hình ảnh liên tiếp chúng ta chẩn đoán là giãn phế quản. Cái tái tạo trên đa mặt phẳng MBA là quan sát đánh giá trên các nhiều bệnh diện. Thì các cái tổn thương cơ bản trong cái tổ chức kẽ thì chúng ta thấy có các cái hình lưới đan nhau, thì đây dày tổ chức kẽ liên tiểu thùy hoặc là bên trong tiểu thùy, các hình lưới đan nhau tạo ra các hình này dày đan nhau tạo ra hình lưới. Các hình ảnh tổ ong, các cái hình kén có cái thành dày tăng tỷ trọng, đó, xếp liên tiếp nhau tạo ra hình tổ ong. Các hình ảnh khí quản nó co kéo nó giãn làm cho bờ không đều. Các hình ảnh kính mờ ở bên trong cái hình ảnh các cái dày kẽ hoặc là các phía nang nó đầy các cái dịch cho cái hình ảnh kính mờ so với hình ảnh đối diện. Cái ảnh tổn thương vi nốt ở nốt ở trung tâm tiểu thùy hoặc là cái hình ảnh nó phân bố không đều, trung tâm không trung tâm hoặc là trên thành, hoặc là cái tổn thương phân bố ngoại vi trong đó là trên thành của các cái tổ chức kẽ của các cái tiểu thùy, chúng ta thấy là đánh giá các vị trí liên quan gợi ý các bệnh lý khác nhau. Các hình ảnh khảm, các cái tỷ trọng khác nhau tạo ra cái hình ảnh khảm, rồi hình ảnh lát đá là do cái dày của thứ kẽ liên tiểu thùy cũng như là hình mờ bên trong các phía nang tạo ra cái hình ảnh là hình ảnh lát đá cũng như là các cái kén khí. Cái hình ảnh dày của chiếc kẽ liên tiểu thùy thì chúng ta thấy đây cái hình ảnh các cái hình ảnh dày của chiếc kẽ liên tiểu thùy, còn bên trong tiểu thùy xen kẽ giữa các phía nang chúng ta thấy đây cái hình ảnh nhỏ hơn ở bên trong các cái tiểu thùy. Thì đây là hình ảnh mà dày của chiếc kẽ cả liên tiểu thùy và bên trong tiểu thùy tạo ra những hình ảnh rất là nhỏ dày tổ chức kẽ hình lưới ở bên trong. Thì đây hình ảnh nó rất là sớm kín đáo, chúng ta thấy là cái phần phía ngoại vi đây hình ảnh dày kẽ dạng lưới rất là nhỏ li ti đây là phía bên trong cả tiểu thùy. Thì khi mà chúng ta phân tích thì các cái dày kẽ này chúng ta thấy là dày bờ đều hay là dày mà có nốt khu trú trên thành có co kéo, hay là dày kèm theo cả nốt trên thành của cái liên tiểu thùy cũng như là nốt trong trung tâm, thì từ đó chúng ta sẽ gợi ý là các cái nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là những cái nhóm bệnh nhân mà nó không phải là viêm bệnh lý viêm tổ chức kẽ phổ thông thường. Cái hình ảnh tổ ong và hình ảnh lưới, tức là dày tổ chức kẽ đan với nhau tạo ra các hình ảnh lưới. Hình ảnh tổ ong thì chúng ta thấy là cái hình ảnh nó bên trong là cái khí và có thành dày đều nó xếp liên tiếp nhau ở phía ngoại vi, có thể thành một lớp hoặc là nhiều lớp tạo ra cái hình ảnh tổ ong với đường kính từ 1 đến 3 mm. Và cái phân bố thì đối với lại trong cái bệnh lý và viêm tổ chức kẽ phổ thông thường thì chủ yếu là phía ngoại vi và có thể nó phối hợp thêm các dữ liệu khác, ví dụ như là hình dạng phế quản kèm theo do co kéo vì hình lưới trong thực thì và giảm tích thể tích phổi và co kéo các dạng như thủy. Thì đây là cái hình ảnh tổ ong rất là điển hình ở phía ngoại vi phổi, ta thấy là cái hình ảnh đây các cái hình kén có chung một vách và kích thước từ 1 đến 3 mm nó xếp chồng lên nhau rất là nhiều lớp. Còn đây là hình ảnh cái hình ảnh tổ ong kèm theo là cái lưới ở bên trong tiểu thùy rất là li ti nhỏ ở bên trong trong bệnh lý viêm tổ chức kẽ phổi thông thường. À, cái vị trí phân bố ngoại vi trong cái VIB thì vị trí là chủ yếu là phần đáy phía ngoại vi, thì đây là trên hình ảnh hướng ngang chúng ta thấy là cái tổn thương ở phía đằng sau, trên hình ảnh hướng dọc nó thấy cả phía trước nhưng mà tổn thương phía ngoại vi và cái đáy là tập trung như thế. Các hình ảnh giãn phế quản chúng ta thấy là có cái hình ảnh giãn phế quản bờ co kéo và nó phía sát của cái vùng ra tận sát vùng màng phổi, và khi chúng ta tái tạo chúng ta thấy là cái hình kén này nó liên tiếp nhau, chúng ta phân biệt với các cái hình kén khí khác và nó không liên tiếp. Chúng ta cần phân biệt với hình ảnh giãn phế quản với lại các cái nguyên nhân khác không phải là trong cái UAB, đó là cái giãn phế quản ở trung tâm rồi giãn phế quản trong cái bệnh lý tổ chức liên kết nó thành các cái đá mà nó không đi ra phía sát ở ngoại vi mà có cái tổn thương đông đặc xơ hóa ở phía xung quanh trung tâm. Các hình ảnh kính mờ
là những cái hình ảnh ở trong phía nang cũng như là tổ chức kẽ nó dày thì tạo ra cái hình ảnh kính mờ, và kèm theo dày kẽ tạo ra cái hình khảm, nó thấy tạo ra cái hình ảnh lát gạch. Còn cái hình ảnh kính mờ bên trong nhu mô thì nó thấy hình ảnh cận độ so với nhu mô nó hơi tăng tỷ trọng hơn so với nhu mô trong cái phần dày tổ chức kẽ kèm theo. Và các cái hình khảm thì nó thấy là cái tỷ trọng nó sẽ khác nhau, các cái mức tỷ trọng khác nhau, có thể tăng tỷ trọng, đồng tỷ trọng, giảm tỷ trọng, có thể bệnh khí tạo ra cái hình ảnh khảm nó không đều trong các bệnh lý liên quan đến viêm phổi quá mẫn, viêm tiểu phế quản hô hấp, hoặc là các bệnh lý đồ tiền phế đa vân vân. Các cái tiêu chuẩn chẩn đoán về bệnh lý viêm phổi tổ chức kẽ thông thường hay là sơ phổi thì cái cắt lưu đến ngực phân giải cao thì chúng ta thấy cho cái giá trị chẩn đoán rất là tốt. Và cái tiêu chuẩn chẩn đoán này dựa trên cái tiêu chuẩn năm 2011 đã được sửa đổi năm 2018. Thì đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của năm 2011. Thì đối với năm 2018 thì có một số cái điểm. Đầu tiên là chẩn đoán cái viêm phổi tổ chức kẽ thông thường thì cái tổn thương đặc hiệu đó là cái tổn thương ở phía dưới màng phổi vùng đáy ưu thế, và phân bố thường là không đồng nhất. Và cái hình ảnh điển hình đó là những cái hình ảnh tổ ong có một cái không kèm theo các cái co kéo giãn phế quản. Cái hình ảnh mà có thể là cái viêm phổi tổ chức kẽ thông thường đó là cái hình ảnh mà vị trí vẫn là đáy phổi ở dưới màng phổi và phân bố không đồng nhất. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là cái hình ảnh tổ chức lưới dày tổ chức kẽ ở phía ngoại vi và có co kéo của khí phế quản và không thấy hình ảnh tổ ong. Và đây thì nó có thay đổi so với năm tiêu chuẩn 2011, đó là có một số đặc điểm vị trí là có hình ảnh kính mở. Còn các cái loại thứ ba tức là không xác định được là cái tổn thương viêm phổi tổ chức kẽ thông thường thì đó là thiếu so với lại cái phân loại là có thể viêm phổi kẽ thông thường thì là không có cái hình ảnh mà lưới nó không rõ ràng, hoặc là cái có hình ảnh kính mờ, hoặc là mới thay đổi các cái rối loạn cấu trúc thì đây là dấu hiệu sớm. Và các cái hình ảnh mà trên cái cắt lưu vi tính phân giải cao ấy, thì không có cái dấu hiệu gợi ý mà các cái gợi ý trên các cái bệnh lý khác. Còn các cái chẩn đoán khác không phải là cái viêm tổ chức kẽ phổi thông thường thì gồm các hình ảnh đặc trưng là các hình nang hoặc là hình khảm, các hình ảnh ưu thế là hình ảnh kính mờ, hoặc là những hình ảnh của cái vi nốt để tổ chức kẽ dạng vi nốt dạng trung tâm hoặc là lan tỏa hoặc là dạng nốt hoặc đông đảo. Ngoài ra các tổn thương khác ví dụ như là hình mảng hoặc là cái tổn thương tràn dịch màng phổi hoặc là những cái hình hạch khác. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán UIP 2018 của Kastner, hội Kastner thì cũng tương tự như là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của các cái ATS 2018. Thì đây là hình ảnh của cái viêm tổ chức kẽ phổi sơ phổi thông thường không rõ căn nguyên. Thì đây chúng ta thấy là cái hình ảnh tổ ong, hình ảnh dày tổn thương mạng lưới và kèm theo hay phân bố là phía đáy ngoại vi và kèm theo là hình ảnh co kéo giãn phế quản, co kéo bờ không đều dưới phế quản, vì đây hình ảnh nó rất là điển hình của cái viêm tổ chức kẽ phổi thông thường sơ phổi vô căn. Thì đây là trường hợp chẩn đoán là bệnh lý có thể là UIP thì hình ảnh vẫn là tổn thương dày tổ chức kẽ dạng lưới ở phía ngoại vi kèm theo là co kéo giãn phế quản, và cái này chúng ta không thấy hình ảnh tổ ong, nhưng đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh kính mờ, nhưng cái mức độ kính mờ đây nó ít hơn so với lại cái tổn thương tổ chức lưới. Thì đây là một cái đặc điểm của cái phân loại của 2018 nó thay đổi so với 2011. Thì đây chúng ta thấy là cái phân bố cái tỷ lệ của cái hình ảnh kính mờ, cái hình ảnh lưới dày tổ chức kẽ hình lưới rất là nhiều, trong khi đó một số các điểm kính mờ cái mật độ trong nó hơi tăng một chút, nó ít hơn so với hình ảnh lưới trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Còn cái nhóm mà không xác định à, cái UAV thì chúng ta thấy là các cái hình ảnh tổ chức dày tổ chức hình lưới và vị trí phía ngoại vi vùng đáy, nhưng hình ảnh nó không rõ điển hình và có thể là phân bố không đều ít hoặc nghi ngờ, hoặc là có kèm theo kính mờ mật độ phía ngoại vi. Thì và ngoài ra chúng ta không tìm thấy những cái dấu hiệu khác để chẩn đoán các bệnh lý khác, ví dụ như hình nang hoặc là cái hình, các hình nốt ở trung tâm hoặc là các cái hình khảm vân vân. Thì đấy là những cái mình ta không xác định rõ là cái UAV. Thì các cái chẩn đoán khác chúng ta tìm trên cái các đơn vị tính phân giải cao,
nó tìm các cái chẩn đoán các cái dấu hiệu đặc trưng, ví dụ hình đen, hình khảm, hoặc là cái hình kính mờ, hình nốt hoặc đông đặc, hoặc là cái phân bố quanh phía huyết quản cũng như là mạch, các cái bạch mạch cũng như là cái vị trí phân bố là cái tổn thương khác kèm theo. Thì đây là một cái trường hợp viêm tổ chức kẽ phổi không đặc hiệu thì cái tổn thương vẫn là có kèm theo các tổ chức kẽ nó dày, tuy nhiên là nó không có dạng hình ảnh tử vong, cái vị trí nó chừa ra cái phần phía ngoại vi, cái tổ chức kẽ phía ngoại vi. Thì đây gặp trong cái viêm tổ chức kẽ phổi không đặc hiệu. Thì so sánh giữa cái viêm tổ chức kẽ phổi không đặc hiệu với lại ngoại vi, chúng ta thấy là cái phân bố thì giữa hai cái nhóm này khác nhau, cái ưu thế vùng đáy nó không đồng nhất, thì bên kia là khá đồng nhất với cái hình tổ ong, còn bên này nó hình mờ, kính mờ, còn đây là những co keo phế quản, thì bên này nó chính là các hình vi đốt. Thì đây hình ảnh của cái bệnh lý viêm phổi tăng mẫn cảm mãn tính, chúng ta thấy có hình khảm nhiều các cái vị trí hình khảm với mật độ khác nhau, có hình kính mờ, có hình bị bẫy khí và thành không đồng nhất, có các cái hình ảnh của cái dày chút kẽ, tuy nhiên là nó không có cái điểm. Thì đây là cái trường hợp mà có cái viêm phổi không không đặc hiệu trong cái bệnh cảnh mà sơ cứng bì, chúng ta thấy hình ảnh của kính mờ, có keo phế quản nhưng mà cái tổ chức kẽ dày, không thiếu ngoại vi, cũng như không có hình ảnh tổ ong co kéo, nó giống như là trong cái bệnh cảnh là gì. Thì các cái bệnh lý liên quan đến tổ chức hóa sơ sau cái viêm phổi, tổ chức hóa đông đặc, thì đấy hình ảnh của cái viêm phổi đông đặc sau ấy, nó tổ chức hóa sau sơ hóa, hình ảnh kiểm tra lại mình sơ hóa quanh những phế quản, thì đây hình ảnh trước là hình ảnh đông đặc viêm phổi, tổ chức hóa sau đó chúng ta thấy là cái hình ảnh sơ hóa nó co kéo nhưng mà nó không có những điểm. Thì các cái hình ảnh sơ phổi có tiến triển trong cái bệnh lý phổi tổ chức kẽ, thì trong đó thì các cái bệnh lý khác như sơ cứng bì thì các bệnh nhân tổn thương của cái viêm phổi thì sẽ không đặc hiệu hơn là những vi hình ảnh tổn thương kính mờ đầu tiên, còn giai đoạn muộn có thể hình ảnh tổ ong vị trí ở vùng dưới màng phổi, và các cái góc tổn thương phân bố nó khác nhau, hoặc là từ trên hoặc là từ sau từ dưới, và tổn thương có thể đa cơ quan. Thế còn cái tổn thương dạng những tổ chức kẽ phổi mà liên quan đến sơ viêm phổi dạng thấp thì nó liên quan đến cái VIP hơn là các bệnh lý viêm phổi không đặc hiệu, và cái tổn thương nhiều thành phần khác có thể tràn dịch vào phổi kèm theo, như là cái đặc điểm liên quan sarcoidosis hoặc là viêm phổi tăng mẫn mãn tính, hoặc là cái bệnh lý nóng khác thì có những đặc điểm nó khác so với các cái bệnh lý sơ phổi vô căn. Thì đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán giữa cái kết hợp giữa chụp cắt lớp dính phân tử cao với lại mô hình học khá là tương đồng phối hợp, chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của sơ phổi vô căn khi chúng ta phối hợp giữa cái chụp cắt lớp dính phân giải cao với lại cái bệnh lý cái trên cái mô hình học, thì khi mà cái nhóm mà chúng ta nghĩ đến chẩn đoán khác ở trên cái cắt lớp vi tính cũng như là trên mô hình học, không chẩn đoán là cái sơ phổi vô căn cũng như là các nhóm trên cái sơ đồ chúng ta đối chiếu. Thì hiện nay thì trong cái guideline thì chúng ta thấy là cái đối với lại cái hình ảnh điển hình trên cái các đơn vị tính phân giải cao, thì khi chúng ta chẩn đoán VIP với cái tiêu chuẩn rõ ràng, chúng ta không cần nội soi phế quản để xét nghiệm các tế bào dược cũng như là sinh thiết. Còn trong trường hợp chúng ta có thể là trên các đơn vị tính chúng ta có thể chẩn đoán VIP hoặc là không xác định VIP và chẩn đoán khác, thì chúng ta có thể cần thêm là nội soi để xét nghiệm các cái tế bào cho qua rửa phế quản cũng như là sinh thiết, và chúng ta không có khuyến cáo là sinh thiết qua xuyên thành qua khí phế quản cũng như là cái sinh thiết qua thành ngực. Ở đây là cái hướng dẫn chẩn đoán. Thì đối với cái trường hợp điển hình thì chúng ta cái phân giải cao chúng ta có cái tiêu chuẩn chẩn đoán điển hình, chẩn đoán VIP như là sơ phổi vô căn, còn trong trường hợp mà không rõ ràng thì chúng ta có thể hội chẩn đa chuyên khoa rất là quan trọng để chúng ta đưa ra những cái cần thiết khi mà có nội soi rửa phế quản cũng như là sinh thiết, phẫu thuật sinh thiết, chẩn đoán đa chuyên khoa, chúng ta đưa cái chẩn đoán cuối cùng là cái sơ phổi vô căn cũng như là sơ phổi vô căn trong cái sơ đồ chẩn đoán. Thì đối với các cái sơ phổi tiến triển thì các cái tiêu chuẩn chẩn đoán về lâm sàng và chức năng hô hấp, thì trong đó các lưu vi tính phân giải cao chúng ta có thể chẩn đoán các cái khi một cái thay đổi so với ngày trước, thì đây là một cái bệnh lý bệnh nhân mà sơ phổi vô căn ngày trước và sau có những cái mức độ tiến triển sơ tăng lên cũng như đấy nhỉ, cái vùng đáy phổi nó thấy là cái tổn thương sơ tăng lên so với trước sau 12 tháng. Còn đây hình ảnh cùng một cái bệnh nhân nó thấy là hình ảnh tổn thương sơ phổi nó tăng lên sau khi một quá trình theo dõi, sơ phổi tăng lên rất nhiều.
Thì tóm lại, cái chụp các lưu tính phân giải cao được chỉ định tất cả bệnh nhân nghi ngờ bị biến phổi kẽ, đặc biệt là cái sơ phổi vô căn, và tìm những kiếm các dữ liệu đặc trưng gợi ý các cái chẩn đoán phân biệt và xác định mức độ tổn thương và giúp tiên lượng. Cái việc hội chẩn đa chuyên khoa những các bệnh nhân mà nghi ngờ có thể UAV hoặc là không xác định hoặc là những cái chẩn đoán khác thì chúng ta kết hợp hội chẩn đa chuyên khoa để đưa được cái chiến lược chẩn đoán cũng như là lựa chọn các cái phương pháp chẩn đoán bổ sung và hướng dẫn chẩn đoán bệnh lý sơ phổi vô căn sẽ tiếp tục được rà soát để theo phù hợp với các hiểu biết về tiến triển bệnh như là chân ngạch cũng như liên quan đến các phân tử trong cái chẩn đoán dự đoán của UAV. Xin trân trọng cảm ơn.